Tôi là Nguyễn Đình Vận ở thôn Ngọ, xã Xuân Mỹ, huyện Phú Xuyên. Như câu chuyện đồng đội đã giới thiệu đơn vị và đồng đội thì thôi tôi cũng không phải nhắc lại nữa, và tôi kể lại những cái kỷ niệm của người lính trinh sát chúng tôi. Trước khi đơn vị chúng tôi lên thì tôi lên 685. Là lúc tôi ở 685 là vừa có một trận đánh của khu 4 hầm đối diện với 685 của mình, là trận 31 tháng 5. Là quả trận đánh đó là đơn vị bạn đánh, chúng tôi là người lính trinh sát, chúng tôi chỉ có nắm địa hình và báo địa hình về cho trưởng ban trinh sát thôi. Còn những kỷ niệm tôi, hôm tôi bắt đầu tôi lên thì sáng sớm một người bạn lính trinh sát được rút xuống và tôi lên, tôi nhận địa hình buổi sáng sớm. Thì tôi đang nhận địa hình thì trong khi tôi thấy cắt bọt thì tôi thấy có tóe lửa ở đằng gần trán tôi. Thì tôi có bảo một người bạn là thôi tôi bị tỉa rồi, tôi bị bắn tỉa rồi. Nhưng mà hóa ra không phải là bắn vội, là bắn vào mỏm đá ở đằng trước mặt thì hòn đá bắn vào trán. Nhưng mà tôi cũng mừng là cũng không sao. Còn nói với cái việc anh em trinh sát chúng tôi là không vất vả như anh em bộ binh lắm, vì chúng tôi là toàn nằm tổ phục và nằm lẻ quan sát và báo tất cả tọa độ và các thứ về cho trưởng ban trinh sát thôi. Còn sau tôi ở 685 thì nói đúng như chị Yến nói đấy, là đá thành vôi. Nằm ở trong những cái hang đá thì nằm co không nằm được, toàn nằm dựng nên mồ hôi đá chảy ướt người. Sau tôi nằm ở đấy được 40 ngày thì tôi bị sốt rét, thì đơn vị có đưa tôi xuống hang Nàng Nò để rồi đưa về đơn vị đại đội chính thức ở Gốc Vải. Sau tôi về đấy một tuần tôi khỏi thì tôi lại đơn vị lại điều lên đến tổ phục đồi chè cùng với anh Hưng. Đơn vị tổ phục đồi chè chúng tôi từ 685 cho đến tổ phục đồi chè ở 11 là ban ngày thì cách nhau 70 mét, ban tối chỉ có cách với tổ phục của Trung Quốc cũng có 40 mét thôi. Nếu ngủ gật là bị bắt cóc. Nhưng mà thôi, chúng tôi ở trên đấy là nói chung là người lính trinh sát chúng tôi là cũng không được ngủ đấy, cũng chỉ canh chừng ở dưới bộ binh và báo tất cả các tín hiệu cho trưởng ban. Sau tôi ở một thời gian ở trên tổ phục đồi chè thì một hôm trước thì pháo có bắn vào đỉnh 11. Tôi có báo về cho trưởng ban trinh sát là một tiếng, là tôi báo về là 1.700 quả. Trưởng ban trinh sát còn bảo tôi là đồng chí thiếu trách nhiệm, ở dưới này quan sát là gần 2.000, trích 2.000. Tôi có báo cáo với trưởng ban trinh sát là tiếp cận nó gần quá, nhiều khi nổ liên tục, ở xa thì nghe thấy, ở gần thì cũng có quả nào mình cũng không nghe thấy được. Sau đó buổi chiều mấy là bị một đơn vị chúng anh em bộ binh ở là bị một cái hầm sập. Là đêm hôm ấy là vận tải là nên làm lại cái hầm, nhưng mà không kịp. Đến lúc sáng gió sương mù tan thì Trung Quốc phát hiện được là có vết mới. Sau như Trung Quốc thì nã pháo vào xối xả, như là sau là trong cái trận sáng sớm đấy là tôi bị thương thì là bị một quả tên lửa mặt đất từ xa điều khiển ở trong giao thông hào âm.
khi vào sát gần sát tôi đổ thì ở đằng sau tôi lại có một cái đống liều của B-41, thế là nó cháy, nó cứ thổi và nâng vào mặt. Tôi cũng không biết là tôi bị nát cổ chân, và tôi cũng không biết là tôi bị làm sao, vì lúc bấy giờ nó cũng không đau, nó chỉ có mát, lúc nào bị nó mát thôi. Nó đau là nó đau ở nửa, nó thổi vào mặt, vào ngực, vào lưng, nó cháy thôi. Sau tôi còn nó sập, cái dao thông hào sập còn một cái khe bé, tôi cố tôi lách ra, thì khi tôi cố tôi lách ra ngoài thì tôi kéo một bạn nữa, một đồng đội nữa bộ binh ra, thì một đồng đội là bị cả hai mắt là không nhìn thấy gì. Sau tôi quay lại, tôi đứng lên thì tôi thấy ngã. Sau tôi nhìn thấy khi tôi ngã thì tôi nhìn thấy cái bàn chân tôi nó quặt ngược dần lên. Thì tôi có bảo đồng đội bộ binh là thôi tao lát cái gì cổ chân rồi. Thì sau đến cũng phải đến một nửa tiếng thì tôi không thấy ở dưới nên vẫn thấy có mấy anh em ở trên ấy, thì tôi có cầm khẩu AK tôi chõ lên giờ, tôi có bắn báo động thì thấy anh em vận tải nên khiêng tôi xuống để băng bó. Và trong cái quả đạn mặt đất đấy thì Trung Quốc có để lại một quả ở bên trên tổ phục chúng tôi ở, là cái cầu vật cản. Vì nhà quân đội sinh ra cái cầu vật cản là tức là nhảy qua không nhảy được, chỉ có một cây gỗ độc thân đi được, đề phòng tức lúc mà Trung Quốc đánh mà không giữ được là ta rút lui, là ta chỉ có rút cây gỗ mà Trung Quốc bước xuống là không còn một ai qua được một cái cầu vật cản đấy. Đấy, sau này lúc tôi bị thương thì anh em vận tải khiêng tôi xuống, thì trong lúc khiêng tôi xuống thì khiêng cả cái quả mặt đất xuống để quân đội mình nghiên cứu xem nó là cái loại gì, vũ khí gì. Sau đấy là tôi bị thương, đấy là sau về đơn vị coi như bị thương cho đến đi. Nói chung là anh em vận tải khiêng tôi thì chạy ở cái dốc chữ A thì thương đồng đội, chạy ở cái dốc chữ A thì tôi cứ kêu, vì thu ghét cái chân tôi đã gãy, đã bó nẹp rồi, cứ dúi vào dao thông hào, cứ kêu. Anh em vận tải bảo cứ kêu là thống, cứ kêu là được, cứ kêu đau cứ kêu, bọn tao cố gắng chạy. Vì cái dốc chữ A là nó đối diện mấy cái khu bốn hầm, như ban đầu chị Yến nói là cái khu bốn hầm của Trung Quốc mà bây giờ nó cũng không còn đến 6-8 năm nữa của Trung Quốc, là cái dốc chữ A đó là đối diện Trung Quốc, nó quan sát vào cái dốc chữ A. Mình đi hầu như là cũng qua dốc chữ A là chính thì mới lên được đến trên đỉnh Cốc Nghè. Đấy, cho nên là cũng rất gian nan về cái dốc chữ A là đối diện với cái khu bốn hầm đấy của Trung Quốc. Đấy, sau tôi về bệnh viện thì sau đơn vị phải chuyển tôi về tận viện Nam Sơn Tây điều trị, bỏng hết cả người rồi, bị sức ép hỏng cả bên tai. Sau tôi đi ăn dưỡng thì nhà nước giám định là tôi được 21%, mà trong người tôi là hiện bây giờ vẫn còn vào khoảng 40 mảnh đạn ở trong người đấy, và một bên tai là thủng. Nên là thôi với cái chế độ được 21% thôi cũng không đáp ứng, nhưng mà thôi nhiều khi cũng cứ mừng thay thôi, là hơn đồng đội khác là được còn sống trở về. Tôi cũng kể một đoạn ngắn để cho chị Yến và thay mặt anh em trinh sát không có ở đây là nghe, và những cái kỷ niệm của đồng đội. Xin thế ạ. Thế giờ chị Yến này, em là Hoàng Văn Quyền, thôn Quế Sơn, xã Tân Nước, huyện Thanh Oai, làm ngoài đi lính tháng 7 84 là vào đại đội cối.
qua đại lộ cuối 82. Nói chung là bọn em ở ở trên đây là ở chốt 468, là quay ở Vị Xuyên này, em ở chỉ ở bên dưới này thôi. Sau đó là chỉ ở trận điện là vận tải mới là mang đạn mới coi lương thực vào là không đủ, thì về sau này coi là mới cắt cử là một có 20 người là xuống hang Lạc Lò, là nằm ở tại hang thì lấy gạo đơn vị mới cả là mang đạn cối 82 đấy là vào, mới đạn thì chỉ có lấy đạn đơn vị tại đội cối. Thế sau khi đấy về đấy xong đến giờ đấy thì bỏ coi là làm cũng về xong ấy, lúc ra quân rồi về đấy thì làm chế độ 62 đấy, thì bỏ coi là coi ở xã mới huyện mà là không có đại đội cối nào, mà không có đơn vị cối nào, mà C cối 82 là C ông người có đồng chí Hương là đại đội trưởng, đồng chí Cầu là đại đội phó. Nếu mà là trực tiếp là đồng chí Cầu là nằm ở dưới hang Lò là mấy tháng cùng với bọn em đấy. Là phụ trách chỉ lấy gạo đơn vị mới cả coi là đạn dược là chỉ lấy vào cái đại đội thôi, mình phục vụ đại đội mình ấy. Vì vận tải coi không đủ đấy không đấy mình kể lên rồi, thế mà chỉ có chỉ tầm đấy thôi, chứ còn đến thì sau rồi bọn em chỉ ở bên dưới ở chỗ trước 468 thôi, nhưng mà thực tế chỉ có là trung đoàn gọi báo về thì mới lại bắn ở coi là gọi căn cứ nào thì đâu chỉ gọi điện về thì lúc đấy mình mới bắt đầu bắn sau. Xin chào chị Yến ạ, xin chào tất cả đồng đội. Tôi là Lưu Văn Mạnh, quê ở Đỗ Động, Thanh Mai, tỉnh Hà Sơn, Bình Cũ. Nay là thành phố Hà Nội. Sau khi tôi nhập ngũ cũng như anh em tất cả đồng đội ngồi đây thì đơn vị tôi được cử lên mặt trận Vị Xuyên tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên làm chiến đấu với đơn vị bạn. Thì chúng tôi được cử vào vận tải, là cung đoạn của tôi làm nhiệm vụ là do trên trung đoàn điều khiển, là cứ làm từ làm binh vào đến tận trong hang Lò và lên tận cả hang Mán. Thế là trong những cái ngày bọn tôi đồng đội tôi ở trên đấy thì thực tế là để mà nói là gian khổ thì là rất gian khổ, ngày nào cũng phải làm nhiệm vụ, ngày nào phải cõng đạn và cõng thực phẩm. Thế mùa nóng là tóc thì để dài, toàn là quần mặc áo cộc tay đây, không thể mặc được quần dài vì đi là đi đường hào núi, nó lên dốc là nó co, cái quần dài là nó co ấy vào, không thể mặc được quần dài mà chỉ có mặc quần đùi thôi, quần đùi đi giày đấy, quần hoặc là phải cắt tiền khủ chân chứ cũng không để dài. Mặt trời mưa thì khổ lắm, và mùa mưa ở trên đấy rất khổ. Ở dưới giao thông hào thì lúc nào có nước và nó trơn, mà đi ở chân miệng thì là cỏ danh với cả đất mình đào lên phủ địa hình bằng lá cây lá kiếc thì nó trơn, nó bẩn lắm. Còn khi mà pháo nó bắn là ta phải toàn đi ở dưới giao thông hào đào là ngập đầu, mà có đơn vị bạn nó đi về là ta lại phải lách cái lưng hoặc lách cái ba lô ra thì đơn vị khác mới đi được. Khi là nguy hiểm nhất là bắt đầu lên đến 8 tỉnh 8-12 và chạy vào đến hang Nàng Lò là pháo của Trung Quốc nó bắn ác liệt, có khi đang chạy trên cầu treo mà mảnh nó còn bắn vào cái thành cầu treo là kêu coi như là loang choang. Thế là có một trận coi như là anh em vào đến qua được cầu treo rồi, mà từ cầu treo vào đến cửa hang Nàng Lò là nó chỉ rơi vào còn 200 mét, nhưng mà phải nằm coi như một đêm. Trung đoàn là trung đội trưởng là không cho vào, vì nếu mà vào là sẽ bị mảnh pháo của ấy nó ấy chết, cho nên là cứ lệnh phải nằm ở dưới hầm ở dưới hầm giao thông hào. Ôi sáng hôm sau bắt đầu sớm vào thì bảo đúng hôm qua mà cố tình đi vào là chết, thà đi vào là chết. Nó bắn nó gọi là chi chít để quét sạch cỏ, gọi mùi thuốc pháo gọi là khét lẹt lên. Thế vào đến trong hang Lò làm nhiệm vụ thì có thương binh tử sĩ và có lệnh gì thì lại chuyển ra, mà không có thì được đi không về, mà có khi đi ngang đường lại có báo lại phải quay lại, chứ không phải được về chỗ mình ở được, mà nằm thì
giường chiếu là nói về thời chiến thì không có cái gì là ấy cả, có mỗi ăn uống với gạo nước thì là thoải mái thôi, thế còn giường chiếu thì nằm thì tạm bợ. Trong khi tôi một thời gian trên đấy là tôi cũng bị thương, cái trận hôm đấy là tôi là bị mảnh pháo đấy bắn ở trái đấy, nó dài khoảng như này, đơn vị cho nghỉ một tháng cũng xuống viện, nhưng mà nó nhẹ quá, cũng may mà mình là nhẹ đấy, nó như con dao lam dài khoảng độ 10 phân rạch ở đây. Đơn vị vận tải là cho nghỉ một tháng, vận tải trung đoàn C20 là cho nghỉ một tháng, nằm tại ở trên đấy chứ không được là đi nằm ở đâu, nằm ở tại làng binh thôi, là chứ không được gọi là chuyển đi đâu cả. C20 mà mình ở C20, thế là không rồi, chúng tôi ở vận tải lên đấy là đặt là C20 đấy, là có đồng chí Hoàng người Thái Bình là đại đội trưởng, và đồng chí Mão ở trên Hoài Đức là đại đội phó, đồng chí Hon cũng ở Hoài Đức đây, mình là chính trị viên đấy, là tôi ở là lúc với các đồng chí đó. Về thực tế tôi hay làm nhiệm vụ từ làm binh vào thì tôi chứng kiến là thương binh, bản thân tôi cũng là khinh thương binh đấy, mới kể chuyện những cái câu chuyện các đồng chí trước là 4 người mới khinh được 1 người thương binh vì nó dốc nhưng cả nó trơn, thì một người khênh thì phải có 1 người đẩy lại, khi xuống dốc thì 1 người phải đằng sau kéo lại nữa mới là thành 4. Thì khi được lên được cái đoạn nào bằng thì bắt đầu ta mới lại thay đổi là bằng hai, mà 2 người kia vẫn phải bám cùng 2 người khênh, khi nặng hoặc là mệt cái là phải thay ngay chứ không phải là để chậm trễ, kêu thay cái là anh em là phải thay, người ta không chịu được nữa người ta mới kêu. Và cho nên là làm thì cả một cái đợt lên là gần 1 năm rồi là cũng vất lắm. Tóc khi ở trên đấy là từ cái ngày lên đến ngày về mới cắt, gọi là đơn vị cũng không cấm mà cũng không bắt phải cắt, kệ tự do đấy. Khi đi làm thì là nó có biệt hiệu riêng, khi mình đi vào trong rừng là nó có cái tín hiệu của từng đơn vị mật khẩu, không có lại không, Trung Quốc cũng chả biết mà địch cũng chả biết, đơn vị họ hỏi lại mật khẩu ở mình thì mình trả lời đúng, nếu không đúng mình trả lời sai là không có mật khẩu đấy, hoặc là có khi bị bắn đấy. Báo cáo với chị vậy, em cũng xin hết ạ. Thôi, như vậy là có vẻ như hôm nay là chúng ta được gặp rất là nhiều các chiến sĩ của vận tải, và bây giờ mà nghe đến vận tải thì sẽ thấy những cái xe ô tô tải, ta tưởng tượng ra là ô tô tải chở hàng, thế hay là nữa thì là gọi là vận tải hành khách, thì là những cái xe chở khách. Thế nhưng mà trong chiến tranh thì lại còn có những chiến sĩ vận tải, và cái phương tiện của họ thì không phải là cái xe ca hay là xe tải, mà phương tiện thì chính là bằng cái đôi chân, đôi tay và cái vai của mình. Và cũng qua câu chuyện của anh thì tôi lại mới hiểu được rằng là vì sao mà 4 người mới cáng được 1 thương binh. Tức là nếu như trên đường bằng thì cái đoạn đường để thay nhau nó xa hơn, nếu đi gần thì có lẽ cũng không cần phải 4 người. Nhưng mà vì cái dốc của Vị Xuyên, cái khu vực Vị Xuyên thì cái dốc của nó không gọi là dốc được, mà gọi là cái gì, gọi là vực thì đúng hơn, nó dốc ngược lên. Thì phải có như anh vừa trình bày đấy, tức là phải có một người đẩy, một người đẩy để giữ lại, giữ người đầu phía dốc lại, và người ở đằng kia thì lại lôi, đúng không ạ, để cho đừng bị tụt đấy. Và vì thế mà người ta cần tới 4 người. Tôi tên là Phạm Duy Hưng, thôn Chi Thủy, xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, tỉnh thành phố Hà Nội. Tôi trước đi lính thì đóng quân ở Bắc Cạn, xong đi Lạng Sơn, xong về chuyển về Lạng Sơn thì về Trung đoàn Anh Hùng, nên Vị Xuyên chiến đấu thì nằm ở trên điểm cao rồi thì 1050, nằm ở xuống ổ phục có, lúc đó thì có một trung một tiểu đội bộ binh với một mình tôi là trinh sát, thế nằm ở ổ phục thì cứ 5 giờ chiều lại báo về trung đoàn, khi trên 1001 xuống đến 600,
nếu có pháo cối thì có động tĩnh gì thì cứ đến ra giao ban mình báo cáo. Nên nằm ở trên khoảng 6 tháng ở trên ổ phục đồi chè. Xong trung đoàn 3 của đơn vị bạn đến thay, quân đoàn 3 thuộc của bộ, đơn vị bạn đến thay, thì chúng tôi được rút về nằm ở ổ phục ở đồi cây khô 772. Thế là chỉ có hàng ngày ăn mới đi phục, chứ còn không phải làm gì. Xin hết ạ. Không có, chỉ có đi phục nếu có động tĩnh gì thì là báo cáo về trung đoàn. Nhiệm vụ là chính xác, chỉ có đi phục thôi. Vâng, chính xác thôi, là đi phục kích đấy. Giao cho nhiệm vụ chỉ đi nằm ở các ổ phục thôi. Đi nằm ở ổ phục đồi chè là được 6 tháng. Có cùng, nhưng mà ổ phục đồi chè thôi là có mỗi mình đồng trinh sát với một tiểu đội bộ binh đấy, nằm ở giáp ở hàng rào Trung Quốc. Phú thì chắc là Phú là đại đội 2. C1. Thế thì em chỉ cần nằm ở trên ổ phục thôi. Thế là cứ ví dụ chỗ xa nhất là ổ phục là hàng rào giáp hàng rào Trung Quốc luôn. Chỗ đấy thì nó là thì cứ súng đạn ở đấy thì ít bị hơn. Như vậy là trong một cái, đây chưa bằng một tiểu đội đúng không ạ, 2, 4, 6, vâng, có 8 người. Đây có 8 cựu chiến binh thì gọi là một tiểu đội thiếu. Nhưng mà đã thấy có rất là đủ các loại tính năng nhiệm vụ khá là khác nhau. Và như là bạn nói ấy, thì ngày đấy là đã biết anh Phú rồi đúng không? Vâng, thì bạn có chia sẻ về cái nhận định của mình hoặc là về mối quan hệ của mình với anh Phú được không? Báo cáo chị Yến như này nhỉ. Thì anh Phú là B trưởng của tiểu đoàn 1 và C1. Đấy. Thì em là lính của C2. Đấy, nghĩa là cách đại đội anh Phú chừng 100m thôi. Đấy. Thì là trong khi lên trên đại đội em thay cho đại đội anh Phú rút xuống, lúc đó là đại đội của anh Phú là bị tê liệt. Sau đó đại đội 1 là đại đội của anh Phú, đại đội 2 là đại đội của em đây. Đấy, nên thay cho anh Phú xuống. Nhưng trong khi đó là anh Phú vẫn cứ phải là nên duy trì trên 1.001 chị ạ. Nên chung đó là chúng em rất thân mật với nhau, anh em đồng chí đồng đội. Như anh Phú và lính của C2 là rất gần nhau chị ạ. Nên chúng em là nên trên đấy thì anh em gặp nhau thì rất chi là tình cảm, đồng chí, anh em đồng chí đồng đội đấy, chị ạ. Rất gắn bó mật thiết với nhau, bởi vì trên đấy là chỉ có anh em đồng đội thôi để cầm chắc tay súng để bảo vệ thôi chị ạ, nên anh em là rất chi là quý nhau đấy. Trong khi đó là anh Phú là rất chi là tốt sống với anh em trên đó chị ạ. Vâng. Nhưng mà bản thân anh Phú phải lên trên đó để mà là có nghĩa là sau khi là cái đơn, bởi vì cái thứ nhất là cái đại đội của anh ấy trước là ở trên đấy nó quen rồi, sau đó anh đại đội em lên thay thì là anh Phú phải có cái nhiệm vụ lên trên đấy là túc trực mà bảo ban anh em đại đội lên đấy để mà chẳng hạn nắm các tình hình các cao điểm này đấy chị ạ. Thì nếu mà ở vận tải ở chỗ đấy là nó đi nó khó khăn, cái là từ cái chỗ phải đi xuống cái dốc chia mà đi ban ngày thì là bên Trung Quốc nhìn thấy nó toàn phải đi đêm, mà Trung Quốc một khi mà khiêng thương binh liệt sĩ mà ở trong ra thì là toàn phải đi đêm ngược dốc đấy, toàn phải đi đêm ngược dốc rất khó, mà qua xuống hết dốc với cọc 6 phải qua cầu treo ở đây đi ngược dốc lên tới cái điểm 900. Nhưng nếu mà tính là một đêm ý, một đêm mà đi, một đêm mà đi cả về là quãng độ 12 cây số đấy, cứ vừa đi vừa chạy, cả đi cả về quãng như thế, mỗi đêm nào cũng như đêm nào đấy. Nó có một hôm duy nhất là
là cái đêm mưa, đi ban ngày là hôm trước là trời mưa to quá, thế nào bảo thôi để hôm sau đi sớm. Đi sớm thì lúc có sương mù, lúc đi về thế là đem cõng cái thứ đi 900, thì lúc đi về hôm đấy thì không phải khênh thương binh tử sĩ thì đi người không. Thế đi về thì tới cái cha thì nó tan xương ra, thế là pháo nó Trung Quốc nó bắn đuổi theo, có đồng chí ở trong trung đội em bị thương nặng. Thế là anh em xuống vào khiêng về gần tới hầm thì anh em ở trong mới biết tin mới chạy ra đón. Riêng cái trung đội em có một người bị thương nặng. Đúng cái hôm đấy đi ban ngày. Đấy đúng cái đây xương nó tan ra, nó cũng bắn đuổi theo một xương trời nó càng trong nó nhìn nó cứ bắn theo chạy từ chân dốc ra đến tận cuối nó cứ bắn đuổi theo. May mà toàn đi dưới hào không có thì hôm đấy là thì còn nhiều người nguy hiểm. Thì báo cáo chị ấy này, thôi hôm nay chị anh em đến đây gặp mặt chị thì chúng em cũng thay mặt cho anh em trung đoàn 2, sư đoàn 3. Đấy thì là cũng chúng em cũng có lời hỏi thăm đến anh Hồ Đặng Phú. Một lời hỏi chúng em rất là chân tình và chúng em rất xúc động, chúng em cũng chả biết nói gì hơn. Đấy hỏi thăm tình sức khỏe của anh.